Rồi Bonsan Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị cốt form thiên nhiên. Cây này có mã số là 422, hòn gốc. Cái hòn gốc thì nó khá to, nhưng mà nó hơi chải chải nên mình rất là khó đo hoành. Thì mình đo chỗ cái eo đây nè là 58 nha, còn bên dưới này thì nó rộng hơn. Cây cao là 42, bầu ươm hiện tại rộng nhất là cũng 42 luôn. Cây này mình xin giao lưu là 1200k bao ship luôn nha. Số rất là đẹp. 1200k bao ship. Cẩm thị form thiên nhiên. Phôi khá là đẹp luôn nha. Phôi này rất là ok luôn. Đế nở vuốt ngọn luôn. Đế rất là lực đế. 1200k bao ship. Rồi Sơn xin qua cây này luôn.